ta có một mẫu cô dâu mặc váy đỏ. Để làm mẫu cô dâu này, chúng ta cần có 658 mảnh ghép màu đỏ, 189 mảnh ghép màu trắng và 13 mảnh ghép màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cô dâu mặc váy cưới màu đỏ. Phần thân sẽ gồm 16 lớp. Lớp thứ nhất đến lớp thứ ba, mỗi lớp có 60 mảnh ghép. Lớp thứ nhất ghép ngược, lớp thứ hai và thứ ba ghép xuôi. Ta ghép luôn 3 lớp, thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ta đã xong phần viền chân váy gồm 3 lớp. Tiếp đến chúng ta sẽ làm phần thân váy. Phần thân váy gồm có 12 lớp. Lớp thứ nhất có 30 mảnh ghép. Lớp thứ hai đến lớp thứ năm, mỗi lớp sẽ có 45 mảnh ghép. Đầu tiên ta ghép lớp thứ nhất và lớp thứ hai, mỗi lớp 30 mảnh ghép. Chúng ta đã xong 2 lớp, mỗi lớp có 30 mảnh ghép. Ta sẽ chèn cho lớp thứ hai để lớp thứ hai được 45 mảnh ghép. Chúng ta làm 15 phần như sau. Chúng ta làm 15 phần như vậy để chèn vào. Sau khi có đủ 15 phần, chúng ta sẽ bắt đầu chèn vào. Sau khi chèn thêm các mẫu, chúng ta đã được lớp thứ ba cũng có 45 mảnh ghép. Tiếp tục gắn cho lớp thứ tư và lớp thứ năm, mỗi lớp cũng có 45 mảnh ghép. Lớp thứ tư, xong lớp thứ tư, lớp thứ năm. Xong lớp thứ 5, lớp thứ 6 đến lớp thứ 9, mỗi lớp sẽ có 30 mảnh ghép. Chúng ta sẽ giảm từ 45 xuống 30. Mình cắt ghép 3 mảnh thành 2 mảnh. Xong lớp thứ 6, lớp thứ 7 có 30 mảnh ghép. Lớp thứ 8, lớp thứ 9, lớp 10 đến lớp 13, mỗi lớp sẽ có 20 mảnh ghép. Chúng ta sẽ giảm xuống 3 mảnh còn 2 mảnh. Lớp 11, lớp 12, lớp 13, chúng ta đã xong phần váy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần thân. Phần thân sẽ có 12 lớp. Lớp thứ nhất ghép ngược. Lớp thứ nhất đến lớp thứ 10, mỗi lớp ghép 20 mảnh ghép.
lớp thứ nhất phần thân. Xong lớp thứ nhất. Lớp thứ hai ghép xuôi. Xong lớp thứ hai. Lớp thứ ba đến lớp thứ 10 mỗi lớp sẽ có 20 mảnh trắng. Lớp thứ ba. Lớp thứ tư. Lớp 10. Trong lớp thứ 10. Lớp 11 có 4 mảnh màu hồng. Lớp 12 có 9 mảnh màu hồng. Chúng ta xong phần thân và chúng ta chỉnh ra. Chúng ta sẽ làm hai cái tay. Cái tay sẽ gồm 14 mảnh đỏ và 1 mảnh trắng. Bây giờ chúng ta sẽ lồng phần quay váy vào, chúng ta sẽ dán lại. Bây giờ ta sẽ dán hai cái tay vào. Bây giờ sẽ cầm một bông hoa trên tay. Chúng ta sẽ chuẩn bị một phần đầu búp bê có gắn hoa. Và chúng ta sẽ gắn lên. Chúng ta đã hoàn thành xong cô dâu.